Chào mừng quý khán giả và bà con nông dân đang đến với bản tin thời tiết nông vụ. Thưa bà con, ngày hôm nay các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu, riêng các tỉnh Bắc Bộ còn chịu ảnh hưởng kết hợp của dòng xiết gió tây trên cao. Sau đó thì các hệ thống trên tiếp tục suy yếu dần. Khoảng chiều tối và đêm mai mùng 1 tháng 12, không khí lạnh sẽ được tăng cường trở lại và còn được tăng cường thêm vào chiều tối và đêm ngày mùng 3 tháng 12. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên với trường gió đông bắc đến đông chủ yếu có cường độ trung bình. Sau đây mời bà con theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng đêm nay và ngày mai. Các tỉnh Tây Bắc trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 20 đến 23 độ, có nơi là từ 25 đến 27 độ và độ ẩm là từ 80 đến 95%. Ở phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió đông đến đông nam mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 20 đến 23 độ và độ ẩm là từ 80 cho đến 90%. Ở khu vực đồng bằng sông Hồng, trời nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông đến đông nam mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 18 cho đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 21 đến 23 độ và độ ẩm là từ 70 cho đến 80%. Chuyển sang khu vực miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 26 đến 29 độ và độ ẩm là từ 70 cho đến 80%. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ và độ ẩm là từ 70 cho đến 80%. Thưa quý vị và bà con, Sở Khoa học Công nghệ Thanh Hóa phối hợp với Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã phục tráng thành công giống cói bông trắng tại huyện Nga Sơn. Đây là đề tài khoa học được triển khai từ năm 2008, đến nay đã đạt được kết quả khả quan. Nga Sơn có diện tích trồng cói và làm nghề cói truyền thống với hai giống cói phổ biến là bông nâu và bông trắng. Cói bông trắng có nhiều ưu điểm hơn như năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt, quá trình sinh trưởng phát triển lại thích hợp với các điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở Nga Sơn. Thân cói màu xanh, khi trẻ đem phơi sợi cói trắng óng mượt, dẻo dai, đẹp và bền, giữ màu tốt nên khách hàng rất ưa chuộng. Đề tài đã tuyển chọn được giống cói bông trắng dạng đứng có độ thuần cao để đưa vào phục tráng theo quy trình nuôi cấy in vitro và in vivo, đưa ra hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc giống cói bông trắng, xây dựng vườn ươm cây giống và tập đoàn giống gốc lưu giữ dưới dạng cây in vitro. Sau gần 4 năm thực hiện, dự án đã mang lại nhiều hiệu quả kinh tế xã hội. Tại các xã Nga Thanh, Nga Liên, Nga Thủy, diện tích cói bông trắng đã được mở rộng trên 90%. Các xã Nga Thái, Nga Tiến, Nga Tân, cói bông trắng cũng đã chiếm 70% diện tích trồng. Trở lại với những thông tin thời tiết cho khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 18 cho đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 30 độ và độ ẩm là từ 55 cho đến 65%. Thưa bà con, ngày 27 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Khoa học Công nghệ Quốc gia đã công nhận giống chè san TB14 của Lâm Đồng là loại cây trồng nằm trong danh mục cây trồng của Việt Nam được phép sản xuất và kinh doanh. Đây cũng là giống chè chủ lực của tỉnh Lâm Đồng hiện nay. Trong tổng diện tích 24.000 ha chè hiện có, diện tích được trồng bằng giống TB14 chiếm 32%. TB14 là giống chè do Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Kỹ thuật Cây Công nghiệp và Cây Ăn quả Lâm Đồng nghiên cứu, lai tạo và khảo nghiệm. Tại các tỉnh Nam Bộ thì mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ và độ ẩm là từ 60 cho đến 70%. Thưa quý vị và bà con, dễ trồng, chi phí đầu tư thấp, thị trường tiêu thụ ổn định. Nhiều năm qua thì cây rau hẹ đã trở thành cây xóa đói giảm nghèo hiệu quả của đồng bào Khmer ở tỉnh Sóc Trăng. Vùng chuyên canh hẹ tập trung lớn nhất tại các xã Tham Đôn và Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, nơi đồng bào Khmer chiếm gần 90% dân số của tỉnh Sóc Trăng. Toàn xã Tham Đôn có khoảng 170 ha đất trồng hẹ và xã Đại Tâm có trên 100 ha đất trồng hẹ. Ngoài ra, cây hẹ còn được đồng bào Khmer tận dụng đất trống quanh nhà sau các con đường để trồng. Nhiều cơ sở đại lý thu gom mỗi ngày từ 3 đến 4 tấn hẹ đưa lên Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Cây rau hẹ đã giúp đồng bào Khmer nơi đây từng bước xóa đói giảm nghèo và ổn định cuộc sống. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!